Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 7 câu 14 đến 23. Sau đó, Đức Giêsu lại gọi đám đông tới mà bảo: "Xin mọi người nghe tôi nói đây và hiểu cho rõ. Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được. Nhưng chính cái từ con người xuất ra là cái làm cho con người ra ô uế. Ai có tai nghe thì nghe." Khi Đức Giêsu đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi người về dụ ngôn ấy. Người nói với các ông: "Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao? Anh em không hiểu sao? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người thì không thể làm cho con người ra ô uế, bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta rồi bị thải ra ngoài. Như vậy là người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch. Người nói, cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu, tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó đều từ bên trong xuất ra và làm cho con người ra ô uế." Quý vị và các bạn thân mến, trang tin mừng hôm nay, Đức Giêsu giáo huấn những người Do Thái về chuyện sạch dơ. Người Do Thái cho rằng bất cứ những gì dơ bẩn, ô uế đụng chạm hoặc vào trong cơ thể con người sẽ làm cho toàn thân ra ô uế, không thanh sạch. Họ quá coi trọng những tập tục của tiền nhân để rồi đưa ra quy định về thức ăn nào sạch được ăn và thức ăn nào không được ăn. Dẫu biết thức ăn sạch dơ là thế, nhưng chúng ta thấy họ đi quá xa trong việc phán quyết. Thức ăn không sạch nếu ăn vào thì thân thể cũng ra ô uế, không thanh sạch. Đức Giêsu khẳng định với họ, việc thanh sạch hay ô uế không hề tài ở vật chất bên ngoài tác động, nhưng từ bên trong con người xuất ra với những ý định xấu xa của tà dâm, trộm cắp, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, ganh tị, nói xấu, phỉ báng, kiêu ngạo. Những điều này mới làm cho con người ra ô uế. Mỗi chúng ta có khi quá phụ thuộc quy tắc phải, đôi khi quá câu nệ vào tập tục, quy định khắt khe nên dễ lẫn lộn cái chính với cái phụ thuộc. Quá chú trọng cái phụ mà quên cái chính là bác ái, yêu thương. Hơn nữa, chúng ta mang đầy những ý xấu bởi cái tôi của mình quá lớn. Vì thế, có thể khẳng định rằng chúng ta là những con người ô uế cần được thanh tẩy. Lạy Chúa, chúng con là kẻ tội lỗi. Xin Chúa hoán cải tâm hồn chúng con, để những gì chúng con suy nghĩ, những việc chúng con làm đều sinh ích lợi cho chúng con, hầu làm sáng danh Chúa.